quên quên là chuyện thường tình trong đối thoại hàng ngày của chúng ta. Nhớ cái này, quên cái kia. Nhiều lần chúng ta tự dặn lòng rằng đừng quên, đừng quên, đừng quên. Nhưng đến lúc chuyện đã qua rồi thì mới biết mình đã quên. Quên thưa gửi, quên cảm ơn, quên xin lỗi, quên khen một món ăn ngon khi được ăn ngon quên sang sẻ niềm vui quên chia sẻ nỗi buồn quên cười khi hạnh phúc quên khóc khi tuyệt vọng quên là như thế thưa quý vị mà còn nhớ thì sao càng cao tuổi càng sống nhiều về quá khứ người già hay nhắc lại những chuyện xưa là những kỷ niệm của cái thời son trẻ cái thợ ở đó. Nhớ là để vui, để buồn, để đúc kết những cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Là cái nhớ rất là ít lợi. Hay quên lúc cao tuổi là những cái quên mà văn hóa đã có sẵn hai chữ lẩm cẩm để định bệnh. Già thì thường quên những vật dụng cá nhân. Tôi quên kiến, nhiều khi cái kiến để ở trên tóc của mình rồi lại lai hoay đi tìm vật dụng chìa khóa cầm trong tay trái đó mà tay phải vẫn dẫn nhau đi kiếm những chỗ không đáng phải kiếm. Nên nhớ và quên là chuyện ai cũng biết. Nhớ và quên là đề tài quen thuộc trong văn chương, văn nghệ. Quý vị nhớ không? Tưởng rằng đã quên. Nhưng lại rồi từ Trấn an, làm sao mà quên được? Thế mà vẫn quên. Rồi dùng cái quên để bào chữa, che đậy cho những chuyện mình cố quên là vấn đề. Thông thường thì chúng ta dễ quên những chuyện đáng nhớ và nhớ những chuyện đáng quên. Nhưng thế nào là đáng đấy? Dựa trên tiêu chuẩn nào, dựa trên cái thước đo nào để thẩm định chuyện nào đáng nhớ và chuyện nào đáng quên? Ai từng trải nghiệm đó thì sẽ dễ dàng đồng ý với tác giả của một ca khúc sầu lẻ bóng. Ôi, tôi thích câu này. Người ơi! người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm càng quên thì lại càng nhớ đời là thế đó nhưng mà đạo thì sao thưa quý vị cố quên là việc của tâm trí nhưng nhớ thêm là khuynh hướng của tâm hồn không ai nhớ hết được tất cả mọi thứ nên quên là chuyện thường nhưng đến một lúc nào đó chúng ta sẽ cảm thấy quên không còn là điều dễ chấp nhận. Khi gặp trường hợp trắng trượng, cố tình, làm bộ để quên, để chối bỏ dị vãng. Mà lý do, lý do là vì thân phận và hoàn cảnh của những chuyện cần phải nhớ không còn mấy thích hợp với địa vị và danh phận của đương sự ngày hôm nay. Thánh Kinh Giáp 268 lần chữ nhớ và 121 lần chữ quên Tính theo tỷ lệ thì nhớ nhiều hơn quên rồi Nhiều gấp đôi đấy Đa số những lần đề cập đến chữ quên Thì Thánh Kinh lại thường kèm theo những mệnh lệ Để dạy rằng chớ quên đừng quên những việc đáng phải nhớ Để khỏi trở thành kẻ bạc tình bạc nghĩa bạc bẽo Khi cố tình quên Chúng ta có thể quên Chúa nhưng ta ơn chúa chúa không quên chúng ta quý vị ơi chúa phán chính ta là đấng đã xóa tội phạm của con ta sẽ không nhớ đến tội của con nữa tích chưa hãy nhớ lại những việc kỳ diệu mà chúa đã làm các phép lạ và phán quyết từ miệng của ngài và nhớ đời nhớ đời đời vẫn còn nhớ nhớ hoài Tác giả thi thiên 103 dài Chứ quên các ân huệ của Chúa mà Quên gì Đừng quên ơn tha thứ Đừng quên gì nữa Đừng quên Chúa đã chữa lành bệnh tật Và cứu rỗi linh hồn của chúng ta Chúa là đấng tha thứ Đấng chữa lành và là đấng cứu chuộc Ơn phước của Chúa bao gồm Cả phương diện tinh thần thể xác Và tâm linh nhớ cho chắc như thế ân huệ của Chúa ban cho chúng ta vượt trên những vi phạm và tội lỗi của chúng ta, nên hãy nhớ Chúa tha thứ cho chúng ta rồi là con cái của Chúa chúng ta được Ngài giải khỏi cái ít nô lệ của tội lỗi, nhớ là những việc kỳ diệu của Chúa đã cứu chuộc, nhớ là những ơn lành của Chúa đã giải cứu, đã chữa lành, đã tha thứ, đã nâng đỡ, đã chu cấp nhớ lại lời hứa và lời dạy của ngài trong kinh thánh sẽ giúp chúng ta được bình an vững bước khi đối diện với những thử thách khó khăn ráng mà nhớ những điều đó vì quý vị và các bạn sẽ lâm vào trong tình cảnh cần phải nhớ và cần sử dụng những vỏ khí thuộc linh đó nhớ lại quá khứ đừng để mặc cảm tội lỗi cột chặt mình mà phải buồn mà phải ngã lòng hãy nhớ rằng chúa đã tha thứ phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì chúa đã đem tội lỗi của chúng ta xa chúng ta bấy nhiêu nhưng điều cần phải nhớ là chúa nói rằng nếu tội của chúng ta đỏ như hồng điều sậm như mực xà thì cũng sẽ được trắng như lông chiên và được trắng như tuyết lông chiên cần một thời gian để có thể mọc đủ một bộ lông trắng tuyết phải cần rơi xuống một thời gian đêm, một ngày, một tuần thì mới tráng được cái mặt đất đó. Vì vậy hãy kiên nhẫn, chờ đợi trong chương trình và ý định của Chúa để nhìn thấy được sự tha thứ, sự giải cứu, sự đổi mới của Chúa. Nhưng nhìn lại quá khứ, chúng ta luôn thấy mình có nhiều lỗi lầm vấp ngã khi nhận biết Chúa là đấng không bắt tội luôn luôn. Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Chúng ta sẽ thấy mình được an ủi và vui thỏa nhẹ lòng con sẽ nhớ mãi về công việc của Đức Giê-hô và nhớ đến các phép lạ của ngài thở xua mà phép lạ lớn nhất là phép lạ đã tha thứ tội ác của con điều cần khắc giả điều cần ghi lòng điều cần luôn nhắc nhở là công ơn sinh thành thưa quý vị văn hóa cũng thế niềm tin cũng thế, đời cũng thế, mà đạo cũng thế, công ơn sinh thành. Không cần phải nhắc, nhưng mà chỉ cần nhớ. Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Công của những người dẫn dắt dạy dỗ chúng ta. Sự giúp đỡ sẽ chia an ủi cảm thông của những người đã đi qua cuộc đời của chúng ta và để lại những cái dấu ấn cho cuộc đời của chúng ta làm sao quên được nhưng trên hết hãy nhớ đến những việc kỳ diệu mà ngài đã làm ai cũng có lúc phạm lỗi và cần được tha thứ nhưng mặc dù đã được tha thứ thì cũng khó quên vì lòng vẫn nặng trĩu mỗi khi nhớ lại cái kỷ niệm đau buồn đó vậy thì hãy nhớ điều này nếu ở vị trí chủ động để có thể tha thứ thì hãy tận hưởng cái cảm giác thoải mái, bao dung. Còn nếu ở cái vị trí thụ động được tha thứ đó thì hãy tự nhắc nhở mình rằng đừng có tái phạm nữa. Đừng để lỗi lầm giằng vặt, giam hãm mình trong mặt cảm như đã thừa Lời Chúa dạy, che đậy lỗi lầm được người yêu mến mà. Nhắc lại sơ hở thì cái tình bằng hữu đó bị tiêu tan đấy. Đừng đừng có lôi những chuyện cũ ra buộc tội hoài thật cảm tạ chúa cho chúng ta một thời để sống thật cảm tạ ơn chúa cho chúng ta một thời để nhớ trong tinh thần đó thật thấm thiế khi hát là một câu hát ở trong văn nghệ từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên đời vì kỳ đến sẽ đến nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên. Quên đi. Cái lòng của chúng ta nếu chất chứa những điều không xứng đáng thì nó đã dành chỗ cho phước hạnh của Chúa ngay trong cái chỗ đó. Nếu quý vị và các bạn hẳn còn cảm thấy dai rứt, chưa quên những chuyện đáng quên thì nhân đây Hãy dành một vài phút để ôn lại, để kiểm điểm lại những gì cần nhớ khi còn có cơ hội, còn có dịp tiện để thay đổi, để sửa đổi, để biến đổi trong đời sống tinh thần của mình và đời sống đức tin. Chúng ta hãy sở hữu hóa cái quan điểm sống của sứ đồ Phao Lô. Ông đã mạnh dạn tiến bước vào trong tương lai đầy hy vọng sống động mà Chúa đã dành cho follow và chúng ta là quan niệm không bị những việc trong quá khứ làm vướng bận tôi cứ làm một điều tôi cứ làm không nhiều hơn một điều tôi không có trí nhớ để nhớ nhiều nữa một điều thôi một điều mà không nhớ sao được điều đó là gì tôi cứ làm một điều quên lẫn sửa đằng sau mà bươn theo sửa đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu.